chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Giải Đáp Nhà Vườn. Cây trúc mây luôn luôn nằm trong top các loài cây được ưa chuộng trồng trong văn phòng làm việc hay nơi ở của bạn. Trong phong thủy thì cây trúc mây mang đến cho gia chủ tài lộc. Hơn nữa, cây trúc mây còn có thể giúp bạn giảm nguy cơ mắc ung thư, bởi vì cây trúc mây hút khí amonia là khí gây độc cho hệ hô hấp của bạn. Để biết cây trúc mây làm cách nào luôn xanh tốt quanh năm, hôm nay Giải Đáp Nhà Vườn sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu nhé. Xin mời các bạn. Thông tin về cây trúc mây. Cây trúc mây hay còn gọi là cây mật cật, có tên khoa học là Rapis excelsa và tên tiếng Anh thương mại là Lady Palm, thuộc họ cau. Cây trúc mây có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản, hiện nay được trồng rộng rãi phổ biến ở nước ta từ Bắc chí Nam, là một trong những loài cây cảnh văn phòng rất được ưa chuộng. Trúc mây là cây bụi thưa, cao từ 1 đến 2 mét, gốc có nhiều rễ phụ và chồi bên. Thân cây trúc mây nhẵn, đốt đều đặn, mang nhiều bệ khô do lá rụng để lại. Lá cây trúc mây dạng kép chân vịt, chia thành 5 đến 10 lá phụ dạng dài, đầu nguyên, hoặc chia thành hai thùy nông. Lá cây trúc mây có màu xanh bóng đậm. Cây trúc mây có những tác dụng gì? Trúc mây mang đến ý nghĩa đặc biệt. Đầu tiên, chúng luôn mọc thành khóm, thể hiện sự gắn bó bền chặt như anh em một nhà. Trồng trúc mây, gia đình yên ấm. Dáng vẻ thanh tao sang trọng, cây trúc mây là lựa chọn hàng đầu để làm cây cảnh trong nhà. Thường cây được trồng trong chậu, đặt ở các vị trí như phòng khách, quầy lễ tân, hành lang, tiền sảnh. Một vài chậu to có thể đặt ở quảng trường, phòng họp hay phòng hội nghị. Ngoài ra, bạn còn có thể trồng trúc mây để trang trí tiểu cảnh, trồng làm cổng chào hay hàng rào lối đi. Cách chọn mua cây trúc mây. Cây trúc mây thường được trồng theo khóm, bởi vậy bạn chọn mua những khóm cây khỏe mạnh, thân cành chắc chắn, lá xanh ngắt và nguyên vẹn, không bị dập nát hay héo úa. Cách chăm sóc cây trúc mây. Loại đất mà cây trúc mây thích hợp là đất thịt pha cát, giàu chất hữu cơ, thoáng khí và thoát nước tốt. Nếu trồng cây trúc mây trong chậu, nên trộn hỗn hợp 1/3 chấu, đất 2/3. Đất trồng cần được đập nhỏ. Cây trúc mây phát triển tốt nhất ở nhiệt độ từ 15 đến 25 độ C. Trúc mây dễ dàng thích nghi với hầu hết nội thất, có khả năng chịu bóng rất tốt. Cây trúc mây ưa sáng nhưng cũng có thể chịu bóng bán phần. Do đó cần đặt cây ở nơi mát mẻ, nhiều ánh sáng, tránh ánh nắng trực tiếp. Nhưng khoảng từ 2 đến 4 tuần thì nên mang cây ra phơi nắng nhẹ buổi sáng để cây phát triển tốt hơn. Nên tưới nước cho cây từ 2 đến 3 lần một tuần, vừa đủ độ ẩm đất. Cần bón phân 1 đến 2 lần một tháng để cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho cây, đặc biệt là hàm lượng NPK. Nếu thiếu dinh dưỡng, cây rất khó phát triển nên không được quên bón phân. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe những chia sẻ của kênh Giải Đáp Nhà Vườn. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình xin một like, một share và một đăng ký kênh để Giải Đáp Nhà Vườn được ngày một phát triển hơn nhé. Xin các bạn hãy đón xem Giải Đáp Nhà Vườn vào 19 giờ tối hàng ngày, đặc biệt là tối thứ ba và tối thứ bảy, để nghe những chia sẻ chuyên sâu về cách chăm sóc hoa cây cảnh nhé. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.